trận mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi. Rồi cả nhà mình vừa thưởng thức bài hát Chiều Mưa Biên Giới của cô Thanh Tuyền ha, và được trình bày ở bên phần CD của đầu tác cam MD/CD1 ha. Rồi bây giờ mình sẽ nghe phía bên MD ha. Từ cái đĩa đó em sao qua MD và em đã chép qua MD rồi, và bây giờ mình sẽ phát lại trên MD bài đó nha cả nhà. Và cả nhà mình cùng nghe nha, để xem thử coi là nghe với trên CD và nghe MD thì mình sẽ có âm thanh nó như thế nào ha. Rồi, phát trên MD. Chiều mưa biên giới
mình vừa nghe phần trình diễn của phần MD của đầu Tascam MD-CD1 ha. Volume thì em cũng để ở ngay hướng 9 giờ. Và theo cảm nhận của em ha, nếu mà các bác nào mà có bất kỳ một cái ý kiến nào thì cứ đóng góp ở trong cái phần bình luận ở dưới bài. Nhưng mà rõ ràng là em nghe là phần MD nó hay hơn cả nhà. Bass nó cũng mạnh hơn, chép nó cũng chi tiết hơn, trung nó cũng tốt hơn, rõ ràng hơn, nhưng mà nó lại không mệt cả nhà. Nó nghe nó vẫn là giống như là sạch tiếng, nhẹ nhàng, không có thấy là khô như là CD. Tại sao cả nhà? Cả nhà mình có thể cho em biết ý kiến của nhà mình không ạ? Chứ em thì em thấy rõ ràng là trên cùng một cái đầu máy ha, mình và cùng một nguồn nhạc luôn. Cái đĩa CD đó, đĩa CD này ha, đây là một cái đĩa chép thôi nha cả nhà, đây là một cái đĩa chép thôi ha, và em chép nó qua MD em nghe, rõ ràng nó lại hay, vẫn hay hơn, chứ không phải là em chép từ đĩa gốc gì đâu, dạ, từ em chép từ cái đĩa CD chép đó luôn á, mà mình nghe vẫn thấy hay hơn. Vậy thì có phải không cả nhà? Có đúng không cả nhà? Cả nhà mình cho em biết ý kiến nha. Rồi em xin dừng clip này ở đây ha. Dạ, các bác có bất kỳ cái đóng góp nào xin cứ comment ở bên dưới nha. Em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ.